Nám mảng dày đặc, làn da lão hóa liệu có trở thành một làn da đẹp khi đến với Mai Sa? Và các chị ơi, các chị cùng quan sát chị em một làn da chị khách hàng trước khi đến với Mai Sa để làm dịch vụ chăm sóc da bằng công nghệ tiên tiến hiện đại. Làn da lúc đầu, những cái vệt nám mảng ở trên làn da của khách hàng này có rất là lâu, rất là nặng. Nám mảng này khách hàng đã chia sẻ là có khoảng tầm 7-8 năm rồi. Các chị có nhìn thấy từng cái vệt nám mảng như thế này không ạ? Màu sắc nám ở đây nó hơi nâu và nó sẽ hơi sẫm nha. Không phải là chỉ có một mình bên má bên này đâu, mà má bên cạnh cũng có luôn. Ở đây có một cái đốm trắng xẹo như thế này là do ngày trước chị khách hàng này có cái vệt đồi mồi ở trên đây, nhưng mà sau đó chị đi tìm phương pháp để mà mình loại bỏ cái phần nám nhưng mà không hiệu quả. Không những thế, tiền mất tật mang còn để làm cái vết sẹo hòa như thế này. Và sau khi chị đến với làn da, đến với Mai Sa để cải thiện làn da của mình từ một làn da nám màng, làn da lão hóa, nhăn trùng, và kết quả mang lại sau khi đến với Mai Sa, cả nhà cùng quan sát kỹ giúp em làn da hiện tại nha. Dạ rồi ạ, đây là da hiện tại sau khi làm chăm sóc da bằng công nghệ tiên tiến hiện đại tại nhà Mai Sa. Da đã căng hơn, trắng sáng hơn, nám cũng đã mờ đi rất là nhiều. Chị khách hàng bây giờ đã lấy lại sự tự tin và đã rất là vui vẻ. Hôm nay chị tiếp tục đến với Mai Sa để sử dụng dịch vụ chăm sóc da bằng công nghệ tiên tiến hiện đại. Và Mai Sa đã bắt cóc chị khách hàng để có thể phỏng vấn, live stream cận cảnh trực tiếp cho tất cả các chị em mình cùng xem ạ. Các chị ơi, các chị nhìn thật kỹ giúp em làn da của chị khách hàng này ngay tại thời điểm hiện tại bây giờ luôn nha. Mịn màng, mướt mát và những cái phần nám trên da bây giờ nó cũng đã phải nói là cải thiện chắc là trên 90% luôn rồi đúng không các chị? Những cái phần nám mà lúc nãy nặng nặng, các chị thấy cái phần nám mà nó bị hết nguyên cái phần má của chị khách hàng đó, bây giờ đã mất đi luôn rồi đúng không ạ? Chị cười rất là tươi luôn. Cơ bản là gì? Mình phải hài lòng với làn da này, mình phải tự tin với cái làn da này thì chúng ta mới có thể vui. Chứ mà bây giờ nếu trong trường hợp làn da chúng ta đi tốn tiền, tốn thời gian, mình bỏ công sức ra mình làm mà không mang lại kết quả thì không ai mà có thể vui nổi trơn đúng không các chị? Chị khách hàng này hôm nay đến Mai Sa để có thể tiếp tục ủng hộ dịch vụ nhà Mai Sa, chính vì cái làn da quá đẹp luôn cho nên là Mai Sa bắt cóc đây rồi để quay cận cảnh cho tất cả các chị em luôn. Chào Lan Trương, chào Hà Trần, chào tất cả các chị em đang theo dõi livestream của Mai Sa nhé. Chị khách hàng thì cười rất là xinh luôn đúng không các chị? Hiện tại bây giờ nhiều chị em đang theo dõi livestream khen làn da của chị khách hàng này rất là nhiều luôn. Chị ơi, vậy thì bây giờ này có rất là nhiều chị em đang theo dõi livestream của Mai Sa đó. Các chị ấy cũng tò mò về cái quá trình làm da của mình tại Mai Sa như thế nào đó, cũng như cái làn da của mình ngày trước đây như thế nào đó. Thì bây giờ nè, xin phép em được phỏng vấn chị khách hàng này một chút xíu nhé. Dạ, em chào chị ạ. Chị tên gì, chị đến từ đâu ạ? Chị Trinh Trinh, em chị đến từ Bình Dương, hồi trước chị ở Đồng Nai. Hồi xưa là chị Trinh ở Đồng Nai, hôm nay là chị Trinh ở Bình Dương rồi. Nhưng mà chị Trinh ơi, chị em hỏi tí này, da của mình là chị bị nám lâu chưa chị? Chị bị nám lâu rồi em. Nhưng mà chị có nhớ cái làn da của mình ngày trước đây nó như thế nào không? Trước chị đã nám nhiều, nhiều lắm, ở hai bên má rồi ở trên trán nữa. Dạ, hai bên má rồi trên trán nữa. Trời, các chị nhìn kỹ giúp em nha, hai bên má và trên trán nữa. Bây giờ nhìn bên má nè, còn không các chị? Mất tiêu luôn rồi các chị ơi, rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Rồi chị ơi, vậy thì cho em hỏi một tí nha, cơ duyên nào mà mình biết được Mai Sa và tìm đến Mai Sa vậy chị? Là do ở trong công ty chị có một con bé nó cũng trị bên Mai Sa đó em. Chị thấy bé đó trị rất là đẹp, bé đó giới thiệu cho nên chị lên đây chị trị. Là có nghĩa là ở nhà mình bạn bè mình làm ở Mai Sa rồi, thấy da đẹp quá nên mình giới thiệu qua đây. Dạ, nhưng mà cho em hỏi một tí nè, trước khi đến Mai Sa là chị có đã xài kem ở đâu chưa? Chị có em, chị có xài kem cũng nhiều nơi rồi nhưng mà nó không có hết em. Nó nặng thêm chứ nó không có cải thiện gì hết. Nặng thêm nhưng mà không có sự cải thiện, nhưng mà thời điểm đấy thấy da mình nặng rồi có bị mất niềm tin không? Có chứ em, đúng đó. Tự nhiên da mình đang đẹp rồi nó càng lúc càng nặng thì mình thấy mình tự ti, mình không có tự tin nữa. Tại vì lúc nãy em kiểm tra cái hiện trạng ban đầu của mình á, em thấy có cái sẹo trắng trên cái vùng da của mình. Thì cái đó là do mình đi làm nơi khác đúng không? Đi làm rồi cái là nó bị những cái sẹo đó đúng không? Đúng rồi em, lúc đó là đốm nâu, lúc đó chị chưa biết tới Mai Sa. Cho nên chị đi chỗ khác chị làm rồi cái nó để lại một cái sẹo trắng á. Dạ, vậy thì bây giờ nè, tại vì có nhiều khách hàng ở đây mong muốn coi được cái làn da của chị ngày trước đây á. Cái chị nhìn giúp em nè, ở giờ chị nhìn giúp em nha. Em cho chị xem cái hình, chị xem giúp em, xác nhận giúp em coi thử. Làn da này có phải là làn da của chị ngày trước đây không ạ? Đúng rồi, da của chị.
Dạ đúng rồi các chị ơi, đây làn da của chị khách hàng ngày trước đây nha. Cái vùng nắm mảng hầu như nó xâm chiếm hết nguyên một cái vùng má của chị khách hàng luôn đúng không ạ? Và cơ bản là nó còn có thêm những cái đốm nâu trên cái vùng da nữa. Những cái đốm nâu này đó, nó đang nó sâu vào trong da nha, chứ không phải chỉ trên bề mặt da không. Và những cái sẹo trắng nè, cái sẹo trắng này là do đi làm nơi khác nha. Đó, làm mình cái phương pháp nó không có đúng cách, làm nó tổn thương vùng da, làm nó mất cấu trúc da và để lại cái sẹo trắng như thế này. Nhưng mà ngay tại thời điểm hiện tại bây giờ đây, chị khách hàng rất là xinh, làn da căng bóng mịn màng và những cái phần nám trên da bây giờ cải thiện phải nói rất là nhiều, trên 90% luôn đó. Vậy thì chị bây giờ làm xong làn da của mình ngay tại thời điểm hiện tại nè, chị có cảm thấy hài lòng không? Chị rất là hài lòng em, chị thấy nó đẹp lên rất là nhiều rồi. Dạ, nhưng mà riêng bản thân mình nè, em là em thấy nó cải thiện rất là nhiều rồi đó. Nhưng có điều là riêng chị, mình cảm thấy làn da này cải thiện được khoảng bao nhiêu phần trăm rồi? 90 hoặc hơn rồi đó em. 90 hoặc hơn luôn rồi. Dạ chị ơi, vậy cho em hỏi một chút xíu nữa nha. Về nhà, bạn bè, người thân, mọi người á, có hỏi thăm về cái làn da của mình sau này đẹp dữ vậy không? Có em, bạn chị có nhiều người hỏi lắm, rồi cũng đã đến đây đã làm rồi đó em. Bạn chị đến làm ở đây cũng mấy người rồi. Vậy là có nghĩa là chị giới thiệu được nhiều khách cho Malisa lắm rồi hả? Rồi chị ơi, trời cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Hầu như khách tới Malisa là do người quen bạn bè giới thiệu đó chị. Giống như chị đây, hồi xưa bạn chị làm đẹp rồi xong giới thiệu cho chị làm rồi cái chị lại giới thiệu cho bạn của chị. Đó là cái nguyên nhân vì sao mà khách nhà Malisa lúc nào cũng đông như vậy hết. Chào Lê Thủy, chào Trương Thị Lan, chào Thùy Trần, chào Thinh Xuân, chào tất cả các chị em đang theo dõi livestream của Malisa. Các chị thấy chị khách hàng này xinh, cười rất là tươi, rất là dễ thương, em thích, rất là thích cái nụ cười của mình luôn á. Ở trong khách hàng, ở trong cái livestream này, chị khách hàng nào thấy chị khách hàng này có làn da đẹp, cứ tự tin comment là đẹp cho em, để chia sẻ động lực cho tất cả các chị em. Mình cùng nhau mình làm đẹp nha các chị nha, cải thiện được những cái vấn đề trên da của mình. Vậy thì khi trải nghiệm dịch vụ như Malisa xong rồi, chị cảm thấy về cái mức chi phí nó như thế nào chị hả? Cái mức chi phí này chị thấy hợp lý với người lao động nghèo đó em. Ai cũng có thể làm đẹp được. Ai cũng có thể làm đẹp được. Tại vì em biết có đi nhiều chị em á, là giống như mình sợ á chị, mình làm xong tiền mất tật mang nè, hoặc là làm xong cái chi phí quá cao chẳng hạn, không có dám đi làm. Nhưng mà hôm nay chị có thể chia sẻ cho Malisa chút xíu về ngày trước á chị, cái quá trình chị làm, ví dụ lần đầu tiên chị tới Malisa nè, cái chi phí chị bỏ ra khoảng bao nhiêu không? Lúc đó là chị làm là làm da với lại mua bộ N3, thì chi phí nó tầm khoảng 2,5 triệu. Có 2,5 triệu thôi. Trời ơi, đó các chị có nhìn thấy không, phải làm một lần mà vài chục triệu đâu, không có đâu. 2,5 triệu thôi là các chị đã có thể cải thiện được cái làn da của mình rồi các chị ơi. Không phải gì quá cao sang gì cả, Malisa làm cho các chị là hàng thương hiệu mà giá bình dân đó. Người thật việc thật chia sẻ cho các chị em ở đây, ai ai cũng có thể làm đẹp, cho nên tự tin giúp em nhé. Và các chị ơi, đối với dịch vụ làm đẹp da bằng công nghệ cao tiên tiến hiện đại tại nhà Malisa, hiện tại ưu đãi chỉ còn với giá là 800.000 đồng thôi. 800.000 đồng là làm lần nào thanh toán tiền lần đó nha. Giống như là ở những cái spa hoặc là thẩm mỹ viện nơi khác á, thì người ta bán cho khách hàng là người ta sẽ bán theo gói, bán theo liệu trình. Một gói ở đây á có thể là làm liệu trình là 5 lần, 7 lần, 10 lần hoặc 20 lần. Một gói đây số tiền là 20 triệu, 40 triệu, 60 triệu là hoàn toàn bình thường. Sau đó là khách hàng cứ đi hoài làn da không có cải thiện, năm này qua năm khác, cuối cùng khách hàng chán, khách hàng nản và bỏ cuộc luôn. Cuối cùng kết quả làn da không có, rồi tiền mất nè, cuối cùng làn da cũng không đẹp được và khách hàng đã bỏ cuộc luôn. Còn riêng đối với Malisa thì khác nha. Malisa cho dù làn da khách hàng nặng cỡ nào đi chăng nữa, hoặc quá trình làm da 1 tiếng, 2 tiếng hay là làn da làm 3-4 tiếng, Malisa chỉ thu phí đúng 800.000 đồng. 800.000 đồng cho một liệu trình lần làm đẹp da nha. Và quan trọng là làm lần nào sẽ thanh toán tiền lần đó. Cách 2 tháng sẽ tới chăm sóc da bằng công nghệ cao một lần. Và khi khách hàng đến với Malisa, nhiều khi làn da của mình á, đi lần 2, lần 3 ra mình đẹp rồi, thì những lần sau mình nhà mình tiếp tục nhím da thôi. Vì vậy còn chần chờ gì nữa, một lần chăm sóc da bằng công nghệ tiên tiến hiện đại chỉ với giá 800.000 đồng, kết hợp thêm cho Malisa bộ sản phẩm N3 để giúp hỗ trợ loại bỏ nám nha. Dạ chị ơi, chị có thể chia sẻ cho mọi người biết quá trình ở nhà là mình đang sử dụng bộ sản phẩm nào và da mình đẹp như thế này không? Chị phải bỏ N3, chống nắng. Đây đúng không hả chị? Đúng rồi. Chị có thể hướng dẫn cho mọi người biết nào, hiện tại mình đang sử dụng sản phẩm như thế nào ạ? Cái này là chị xài ban đêm em. Thế là buổi tối á, mình rửa mặt sạch. Đầu tiên là mình xài tẩy trang cho sạch. Xong rồi mình xài sữa rửa mặt. Xong rồi chị xài bộ N3 này. Thì đầu tiên là chị sẽ xài trang giữ ẩm sâu bên trong. Xài xong rồi đợi khoảng vài phút để cho nó thấm vô da. Sau đó là chị sẽ xài chế độ xóa thâm làm sáng da. Thì chị cũng thoa hết mặt, mà thoa cái lượng là hơi nhiều chút xíu.
hơi nhiều chút xíu, xong rồi cũng để cho nó thẩm thấu trong khoảng vài phút. Sau đó là đến bộ loại bò sắc, cái loại kem loại bò sắc tố da thì cũng to nó hơi hơi nhiều nhiều lên ha, tạo những cái vùng da bị nám, thì sau đó cũng để vài phút cho nó thấm vô da. Đó là vậy là kết thúc buổi tối. Cái này là ban đêm nè, vậy còn ban ngày thì chị xài sao ta? Ban ngày thì chị sẽ xài cũng là sữa rửa mặt, sau đó chị xài 72 giờ, sau đó tới kem chống nắng. Kem chống nắng có phải là kem này không chị? Đúng rồi, chống nắng nhà Malisa. Rồi các chị ơi, những chị em nào mà các chị sẵn đây người thật việc thật và cùng chia sẻ cho các chị em về cái cách sử dụng bộ sản phẩm N3 nhà Malisa làm sao cho nó thật là hiệu quả, thì các chị ở vào đây nha, cùng nghe khách hàng nhà Malisa, khách hàng thật nhà Malisa phân tích luôn cho các chị thấy về cách sử dụng bộ N3 nhà Malisa làm sao cho nó thật là hiệu quả. Và cái minh chứng ở đây là gì? Khách hàng nhà Malisa bây giờ làn da rất là đẹp rồi, cho nên chia sẻ kinh nghiệm lại cho tất cả các chị em mình cùng biết được cách sử dụng sao cho nó ok nhất, đúng không các chị? Và các chị ơi, bộ N3 nhà Malisa thì hôm nay đang có chương trình ưu đãi cho tất cả các chị, 3.900.000 đồng là giá gốc nha, nhưng mà ngày hôm nay chỉ còn có 2.980.000 đồng thôi. Chị em nào mong muốn sở hữu ngay cái bộ N3 này, để lại cho em N3 cộng với số điện thoại nha. Và nếu mà kèm theo cái dịch vụ chăm sóc da giống với chị khách hàng này á, thì để lại cho em thêm dịch vụ chăm sóc da nữa, hôm nay ưu đãi cho mình từ giá gốc 1.600.000 đồng chỉ còn có 800.000 đồng thôi. Và chắc chắn với các chị luôn, khi các chị đã sử dụng được cho em bộ N3 nhà Malisa và kết hợp thêm với dịch vụ chăm sóc da bằng công nghệ tiên tiến hiện đại, thì da các chị nha, nám cửa nào, nám đinh, nám mảng, tàn nhang, đồ mồi, bớt sắc tố, dù bị bao nhiêu lâu hoặc là bất kỳ cấp độ nào, Malisa cũng sẽ trả về cho các chị một cái làn da căng hơn, mướt hơn, mịn màng hơn và hết được những cái sắc tố y như chị khách hàng này luôn. Các chị nhìn vào livestream này, người thật, việc thật để mình có động lực mình làm đẹp nha. Chị ơi, thì ở trong livestream này cũng có rất là nhiều chị khách hàng cũng có mong muốn được cái làn da giống như mình trước đây, nhưng mà các chị vẫn còn những nỗi sợ á, nhiều khi sợ rằng làm không hết, sợ chi phí cao, sợ xong làm xong cái làn da của mình nó còn nhiều hơn, rất là nhiều cái nỗi sợ. Nhưng mà các chị sẵn ở đây, có chị ở đây thì chị có thể là mình chia sẻ cho những chị em nào có cái làn da giống như mình trước đây á, một cái thông điệp nào để có thể cho các chị em có động lực đi làm giống như mình không ạ? Qua đây chị cũng nhắn với những bạn hoặc là những chị mà có làn da nám giống như mình, hãy mình dạng với Malisa làm đẹp. Giá thì rất là bình dân, ai cũng có thể làm đẹp được hết. Đến càng sớm thì sẽ đẹp càng sớm. Đến càng sớm là sẽ đẹp càng sớm nha các chị nha. Cái này là chắc chắn 100% luôn chứ không có gì sai hết đó. Nhưng mà chị có muốn nhắn gửi gì với sếp Mai không? Tổng giám đốc Mai Sa đó. Chị cũng cảm ơn chị Mai. Chị Mai làm việc thì thấy chị Mai rất là có tâm, có đức, có để cho những người nghèo, những người lao động mà không có đủ khả năng làm đẹp ở những nơi khác thì vẫn có lại đây làm đẹp được. Cảm ơn những cái lời chia sẻ của chị rất là nhiều luôn ạ. Rồi cảm ơn Thu Trang, cảm ơn Hoa Cỏ Mai, tất cả các chị em nào theo dõi livestream của Malisa, xin cảm ơn các chị nha. Cảm ơn các chị về những cái lời khen này, giúp các chị em có động lực để mình lan tỏa, đúng không các chị? Mình giúp các chị em ai ai cũng có thể làm đẹp hết trơn á. Và xin cảm ơn chị rất là nhiều. Nãy giờ Malisa cũng bắt cóc chị khá là lâu để có thể quay cái đoạn cận cảnh như thế này, đúng không các chị? Chúc cho chị ngày càng xinh hơn, đẹp hơn và tự tin với làn da của mình nha. Và xin chúc cho tất cả các chị em ở đang theo dõi livestream của Malisa nè, một buổi chiều thật là vui vẻ và hạnh phúc nhé. Malisa xin chào và hẹn gặp lại ạ.